Dạ, xin chào tất cả quý bà con đã ghé thăm kênh YouTube của Thành Thịnh Nông Cơ nhé. Dạ thì tối rồi con, khuya luôn rồi chứ, tối rồi. Đêm lại lên thì mới có thời gian rảnh nè. Thì vừa soạn được một số IC con, IC thì về rất là nhiều dòng luôn, cũng số lượng cũng nhiều, cũng khá khá. Nhưng mà ngặt nỗi là không có thời gian để thử bà con. Tại vì thử nhiều một số dòng phải lấy máy đút vô thử, mồi xăng cho nó nổ ok bà con, nó tốn thời gian lắm. Ngày thì lu bu nó không có kịp thời gian, thì nay tranh thủ nè. Thì em lên được một số cái mẫu IC. Thì tất cả IC đây là hàng nghĩa địa Nhật Bản nha. Thì tất cả này IC nguyên zin hết, chưa có gọi là độ chế hay là phù phép hay làm gì cả. Chỉ là về rửa lên và lắp vào máy, kiểm tra lửa điện ok hết. Thì em sẽ đóng gói như thế này, cũng như là ghi chú về cái model của nó, cũng như là cái đời máy nó ha. Thì hôm nay cũng có được một số dòng 2, 4, 6, 8, 10, 12, khoảng 15 dòng mà con. Thì còn trong kho thì một số mẫu nữa thì em sẽ cập nhật dần dần ha. Thì nói chung là cái nào thử được thì lên trước đi. Dạ, rồi thì em đi sơ lược chi tiết một dòng ha, để bà con mình xem nhà mình đang cần cái loại IC nào thì cứ alo cho em ha. Thì em cũng xin báo giá luôn nha. Thì bà con mình thấy phù hợp với con máy nhà mình, giá cả phù hợp thì alo cho em ha. Cân nhắc ha, cân nhắc giá cả trước khi điện cho em nhé, thật sự cân nhắc. Thì giá cả nó sẽ hơi cao hơn so với những con IC của Việt Nam hay là IC của Trung Quốc ha. Đó, vừa xong luôn còn nóng khói luôn đó. Thì đây là cái dòng IC của dòng máy cắt cỏ nha, tất cả là máy cắt cỏ hết đấy, bà con. Cắt cỏ này là Mitsubishi T170 T200 ha. Thì cái con này là nó của Nhật đây, dăm banh bà con thấy nha. Đó, thì chắc cái bao cũng mới thì em quay bà con mình nhìn cũng rõ ha. Đó, cái dòng này là dòng tích hợp con IC tép nha. Con này thì vào một con muốn có lửa phải có cục kích riêng nha. Thì một cái con mà T170 T200 mà cục kích G như thế này á, có đánh dấu cộng nè, thì nó giá nó là 140.000 nha cho một con IC Nhật của dòng Mitsubishi. Đó, 140.000. Thì những tất cả IC này thì em sẽ đã thử lửa tốt hết ha. Đó. Và em đã kiểm tra đầy đủ dây phin cũng như là chụp puri cho bà con mình ha. Bà con chỉ về lắp xài thôi. Đó, bà con mình ở nhà sử dụng những con Mitsubishi T170 mà có cục kích rời ấy, thì lấy con này nha. 140.000. Đó, thì hiện tại em chỉ lên kiểm tra được một ít thì lên một ít ha. Rồi, bà con cần cứ liên hệ. Dạ, cái mẫu thứ hai là cũng là Mitsubishi T170 ha, T200 luôn. Đó. Thì bà con mình cũng biết đây là hàng nghĩa địa Nhật Bản nha, hàng tháo máy nha. Nên cái việc mà nó bị hoen như thế này là rất là bình thường nha, nhưng mà em đảm bảo bà con mình còn hoạt động tốt ha. Đó. Đây. Ký hiệu chữ M ha. Thì đây là hàng nghĩa địa Nhật Bản nha, cam kết chuẩn 100%. Cái bà con mình nhiều khi đòi phải có chữ gia băng là không ok nha. Ví dụ như bên đây thì nó lại có chữ gia băng nha, nó còn bên đây là không có. Thì cái dòng T170 T200 này á, là cái dòng tích hợp IC tép luôn ha. Đây, cái phần tép nằm chỗ này nè, dư ra nè. Đó, thì cái con này bà con chỉ xài một cục thôi, về lắp cho là xài ha. Đó, thì cái con này là giá nó là 160.000 ha, nó sẽ cao hơn 20.000 so với con không có tích hợp nha. Đó, thì bà con mình muốn sử dụng con nào thì sử dụng ha. Nhà mà có con tép thì xài con tép, còn nhà không có con tép thì xài con này. Nó 160.000, cũng đầy đủ dây phin dây điện hết ha, chụp puri. Rồi hai mẫu nha bà con. Rồi tiếp theo cái mẫu của Echo đi, thì cái dòng này là dòng Echo 251 nha, Echo 251. Đó, thì cái dòng nó cũng xài con tép nha bà con, nhớ không làm là cái dòng mình có xài con tép. Thì cái giá con này nó là 130.000 một cục nha, 130.000 một cục, là một cục IC dây phin một chụp puri. Đó, cái này thử nhiều nè, Echo 251, để em quay bà con xem nha. Và xem nha, bà con mình nhớ xem cái hình ảnh đó với cái model đó coi nó giống cái máy nhà mình hay không nha. Nó em quay chi tiết nha. Đó, ba hướng nha, bốn hướng luôn ha. Đó, thì nay em quay hơi lâu lâu xíu nha, để bà con mình xem cận cảnh những cái con IC á.
xem cái nó phù hợp giống nhà mình chỗ nào không, để đặt hàng cho chính xác nha. Rồi tiếp theo cái mẫu thứ tư là cái mẫu của những cái máy cắt cỏ Echo xanh ấy, Echo xanh, Echo đời mới ở dòng AT rồi á, cái xô ống cần 25 mà sử dụng láp mềm ha. Đó, Echo xanh, Echo cam mà nó có Echo vàng Ruby được các con. Đó. Đây. Hiệu là Obama ha. Đây quay mấy cái hướng cho con xem nè. Đó. Thì cũng đầy đủ dây điện và dây pin và cái chụp puri ha. Thì giá con này là 140.000 nha. Đó, bà con cân nhắc giá cả trước khi gọi nha. Rồi cái này lẻ bỏ nguyên đi. Rồi tiếp theo cái mẫu thứ năm, hôm nay chắc hơi dài xíu rồi con ha. Mẫu thứ năm là cái mẫu Ryobi, Ryobi hay là cơm á, này ta hay gọi là Ryobi bí rồi con, tay bí hay tay táo rồi đó cũng được, có người gọi tay táo, người gọi tay bí, em chỉ gọi Ryobi 23 26 thì chung nha. Đây các con nhìn kỹ nha, để em lấy cái nào kỹ xíu đây. À, hai cái lỗ bắt IC nằm ở trên ha, nó ló cái đầu ra nha. Đây, em chèn cái hình của cái máy vô bà con mình cho dễ xem nha. Đó, cái này giá nó 180.000 ha. Bà con thấy không? Cái đầu bỏ đi nó cũng có giá trị vậy ha, 180.000. Cái hàng này cũng hơi hiếm nha, kiếm cũng rất là vất vả. Rồi, có con lẻ em giới thiệu luôn. Cái dòng này là TH2326 xài chung ha, của Kawasaki. Lấy nét lại coi. Đây, Kawasaki TH23, TH26. Xăm băng luôn nha. Thì tất cả xem giới thiệu này là hàng Nhật Bản nha. Có nhiều video em đăng lên em giới thiệu ở đây là hàng Nhật Bản này nào, cứ comment bình luận là hàng Nhật Bản hay hàng Trung Quốc em cũng không hiểu vì sao luôn. Với thứ hai nữa, cái số điện thoại lúc nào em cũng đặt góc phải màn hình mà em không biết mọi người xem cái video mà mình xem cái gì trong cái video mà có bình luận tại sao không cho số điện thoại, rất là nhiều bình luận như thế này, em cũng không biết xem video xem cái gì luôn. Nhiều khi đọc những cái comment mà cảm thấy mình ép tim, mình khó khở. Rồi tiếp theo một mẫu của con, cái này là cái mẫu Ryobi cơm ha. Ryobi cơm những cái mẫu đời mới bây giờ xài cho những cái bình xăng con mà dạng như bình xăng của máy cưa hay là bình xăng của hai họng mà con. Ruby cơm nha, 2326 rồi. Bà con mình nhìn kỹ mấy cái mặt nha, nè. Con này nó rất là gọn nha. Đó. 160.000. Thì em lên giá cả nó cũng thất thường lắm. Hôm nay 160 với nhiều khi ngày mai bán 140, ngày bữa kia bán 170. Tại vì em về em theo lô bà con. Tại vì cái nguồn hàng Nhật Bản bà con biết là lấy một chỗ đâu có đủ đâu. Nhiều khi chỗ này lấy được vài chục con, chỗ kia lấy được vài chục con á, rồi nên giá cả nhiều khi chỗ giá tốt, chỗ giá không tốt, lúc có hàng lúc kiếm hàng nên giá cả nó như vậy. Thì hiện tại luôn này em bán 160 nha. Đó. Rồi tiếp theo là cái dòng Echo 209253 xài chung với con. Đây. 209253. Em cũng quay các mặt này bà con mình xem nha. Đó. 209253. Thì cái này là 140.000 nha. Thì em thấy cái giá này rất là tốt rồi bà con, thật sự giá này rất là tốt rồi để bà con mình thay thế một con máy ở nhà, chứ bà con mình mua mấy cái IC kia thấy tào lao quá. Em cũng từng là thợ thì đương nhiên cái những cái IC này giá em mua cho em biết mà, bán lẻ cao kinh khủng khiếp. Giá này thì thợ cũng được mà dân xài cũng được. Rồi tiếp theo là cái dòng mẫu IC của dòng Cinewa 4 số ha, dạng như 2002, 2004 ha, 240 mấy, 220 mấy rồi ha. Đó. Thì này 140.000 luôn. Đó. Cái dòng này thì lửa le que nha, nó ngộ lắm. Nhưng mà nó chạy ngon lành. Thì tất cả những cái dòng này thì em đã đắp vô máy cho nổ hết rồi nha, chứ không phải là giật có lửa nha. Cho vô máy mà ngoài xăng nổ hết. Những cái dòng mà lửa le que này thì nó nguy hiểm lắm, bắt buộc phải kiểm tra kiểu vậy. Nó Cinewa 2002 đến 2004 ha. Cắt hướng cắt mặt đây. Bà con mình nhìn kỹ giúp em nha. Đó, Obama luôn. 140.000. Rồi cái mẫu tiếp theo là cái mẫu TG18, TG20 của Kawasaki nha.
cái dòng này thì xài thêm một cục kích vô đâu, đi test nữa ha. Thì một cục như thế là 70 ngàn nha. Đó. Còn cái dòng mà không xài cục kích riêng nữa thì 100 ngàn nha. Còn cục kích thì 70 ngàn. Đó, TG18, TG20 xài chung. Rồi, tiếp theo một mẫu nữa của Kawasaki luôn. Cái này là dòng TD24 và TD33 nha. TD24, TD33 xài chung. 100 ngàn một cục. Đó. Lưu ý, đặc biệt lưu ý cân nhắc giá cả nha. Chứ điện hàng mà chốt thôi chứ không phải điện hàng mà để kỳ kèo trả giá, khổ hơn tốn thời gian bà con. Giờ ta phải tập sống vô tình một xíu. Đúng khuôn khổ ba rê mà mình làm ha. Tiếp theo, cái IC của dòng Mitsubishi TBE ha, sử dụng cho máy Mitsubishi mà dòng hay hỏng ha, Ruby á. Kiểu TBE 23, 26, 27 xài chung. Cái cục này 200 ngàn một cục nha. Cao kinh khủng khiếp. Cao cao như bắt buộc cũng phải dùng thôi. Không có hàng hay lấy gì xài mà con. Nhiều khi bán mà cũng không có hàng mới bán. Cũng phải nhập thôi. Tại vì cần thì em nhập thôi. 200 ngàn một cục TBE nha. 23, 26, 27 xài chung. Tiếp theo là dòng lửa thông dụng nè. Xài cho cơm mít su rồi ha. Cái này thì sử dụng cho rất nhiều máy không? Rất rất là nhiều máy. 260 Trung Quốc nữa. Cái này 120 ngàn một cục nha. Lửa thông dụng thì giá nó nới hơn nhiều ha. Còn giữa hơi lửa hiếm thì giá nó cao. Rồi cái này là Kyrit 230 nha. Kyrit 230 140 ngàn một cục. 140 ngàn một cục Kyrit 230. Đây nhìn kỹ nha bà con nha. Thì em suy nghĩ là chắc nó sẽ chính xác rồi, tại vì nó nhiều lửa quá, nhiều khi nó có nhầm mà cũng thông cảm nha. Cái dòng Kyrit dòng hệ nè, 26cc 34 ly nè, Kyrit 262 rồi á. Cái hàng này còn phải nói là hiếm cực kỳ luôn, rồi dễ chết lửa nữa. Giá thị trường nó bán cho thợ phải 200 ngoài một con mà con. Bỏ cho thợ 200 rồi đó, nhưng mà bán ngoài phải 200 mấy nữa, thợ mới có sống nổi. Giá là 160 nha, nó thợ xài được, dân xài được. Rồi được hai con 262 với một con là như 232 gì phải. Rồi tiếp theo nữa nha, cái dòng Echo 209 253 này như em giới thiệu rồi chứ. Rồi vậy là có mấy mẫu rồi con, đây còn nhiều nữa. Còn bên kia mấy rổ mà chưa có thời gian, mà em đã nói chia sẻ với ban đầu chưa có thời gian thử, tại vì khi mà ra thì phải chính xác, phải xài được, có lửa ngon lành mình mới yên tâm mình bán. Còn đem về vệ sinh thì bán thì cái đó là một vấn đề khác này. Còn này là bán cái giá này là phải bao sóng bao lửa à. Rồi em xin cảm ơn nhé. Thì bà con có quan tâm có nhu cầu thì cứ alo ngay cho em ha, 0858 nha, 335778, số điện thoại em gắn lên góc phải màn hình và số điện thoại luôn nhắc đi nhắc lại trong video nha. Dạ rồi em xin cảm ơn nhé, xin chào mọi người, chúc mọi người buổi tối tốt lành nhé.